Chuyến hành trình Tây Ninh đã khép lại với bao điều đáng nhớ. Nơi ấy có cả sự thú vị tưởng chừng như chìm sâu trong ký ức của những món ăn dân dã, có chút ấm áp của sự thân thiện, có cả cái tình người bao la rộng lớn. Chia tay hôm nay, biết đâu mai gặp lại. Tuần này chuyến xe lửa khách sẽ đưa các bạn tới một vùng đất mới. Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đang cùng đến với Bạc Liêu. Xin chào quý khán giả của chương trình Lửa Khách 24 giờ. Mình là Đăng Khoa, tên thường gọi là Bi. Hiện tại mình đang là diễn viên tự do và tham gia một cái series trên YouTube, đó là Ghiền Mì Gõ. Là một thành viên chủ chốt của kênh Ghiền Mì Gõ từ những tập đầu tiên, đến nay Đăng Khoa dần khẳng định vị trí của mình với các khán giả trẻ. Không chỉ dừng lại ở đó, truyền hình, kịch nói, điện ảnh là những bước tiến mới mà anh chàng đang theo đuổi. Đồng hành cùng anh hôm nay cũng là một cô nàng không kém phần trẻ trung năng động. Xin chào tất cả các bạn khán giả của Lữ Khách 24 giờ. Mình là Tuyền Tăng và hiện tại mình đang là một VJ cho kênh truyền hình dành cho giới trẻ và rất vui được gặp tất cả mọi người. Xuất phát điểm là một MC cho các kênh giải trí, Tuyền Tăng tạo được dấu ấn mạnh mẽ với sự trẻ trung hài hước, thông thạo nhiều thứ tiếng cũng là một điểm cộng cho cô nàng. Bên cạnh đó, Tuyền Tăng còn xuất hiện dày đặc trong các clip quảng cáo, các tạp chí dành cho giới trẻ. À, thực sự thì đây là lần đầu tiên mà Bi đến với Bạc Liêu. Nhưng mà hiện tại thì rất là sung sức, rất là hứng khởi để tham gia những thử thách của chương trình. Thực ra thì trước đó là hai đứa mình chưa có gặp nhau, nhưng mà em cũng đã biết anh Bi trước qua một số clip rất là nổi tiếng của Ghiền Mì Gõ, cho nên rất là hào hứng khi ngày hôm nay có một người bạn đồng hành cực kỳ nổi tiếng như vậy. Cảm ơn em, anh cũng rất là hào hứng khi được tham gia với em. Chào mừng hai bạn đã đến với Bạc Liêu. Đến với nơi đây, các bạn sẽ được thưởng thức một đặc sản khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Hay là xong nhiệm vụ hay là được ăn. Các bạn sẽ được cung cấp một chiếc xe đạp cho hành trình của mình. Ủa, em em phải đạp xe hả? Không, đương nhiên là cái người mà đạp xe là anh. Chân anh hơi ngắn đạp. Bây giờ hai bạn sẽ đến nhà tưởng niệm Cao Văn Lầu, gặp chú Đỗ Ngọc Ẩn. Nhà tưởng niệm Cao Văn Lầu. Mình ghi bị phải cái gì? Nhìn anh chàng và cô nàng này hình như có khá nhiều năng lượng. Nhưng để xem, mỗi chặng đường là một thử thách. Sướng khổ biết ngay thôi. Ô, có lộ bơ bánh xe dạ. Luôn anh ơi. Có cái xô để tối mình ăn mì gói hay gì nè. Đấy là gì vậy? À, chương trình rất tiếc tôi xin lỗi với các bạn rằng là không may mắn là sáng nay đi xe đạp của chương trình nó bị bể. Okay. Và chúng tôi không có kịp thời gian để đi vá. Và chúng tôi chỉ có thể kịp là mượn cho các bạn những cái này thôi. Và còn nhiệm vụ còn lại thì các bạn có lẽ là các bạn phải tự xử lý. Mình Google được không anh? Mình Google nhưng mà bây giờ ở đây đồ. À, có nghĩa là bây giờ là cái bánh nào? Là mình phải sửa cái xe. Cái bánh này đúng không? Bánh này. Cái xô. Cái xô này biết làm gì không? Nãy nó đâu mì gói. Không có. Cái xô này đổ nước vô để coi cái lỗ nó xì ở đâu. Vui quá à. Hên là có anh biết, em biết gì chưa? Tại đó anh bị bể bánh xe biết à. Ủa, cái này là cái gì anh? Cái đó là cái gì? Cây gõ phách. À, cái cây này là để chà cho nó nhám xong rồi mình dán cái này lên. Trời, giỏi quá vậy. Ừ, anh đoán là vậy. Rồi, bây giờ là... Dạ, mình... em có cần phụ gì không? Chứ em hoặc là không có chỉ đạo được rồi đó. Kiếm hồ cá này, múc nước đi. Vá xe thôi mà, ai mà không một lần được nhìn thấy. Cho nên, làm lại so ra cũng không khó. Nhưng chạy được hay không thì chưa chắc à. Khi nại nhanh lắm. Mình nại hơn nó, nhìn nó cực khổ vậy ta. Đầu này, đầu này. Nhà làm gì anh? Trời. Trong phút chốc cảm thấy hơi vô dụng. Bây giờ mình sẽ bơm. Bơm. Em cảm thấy mình vô dụng đúng không? Dạ. Có này làm gì nè, hữu dụng. Có hữu dụng không? Đó, đạp. Đạp phải không? Đợi một chút nè. Wow. Đặt tay lại cho. Cái thâm. Làm sao mình biết là mình lủng bao nhiêu lỗ mà anh ngâm nước vô để làm gì? Thì mình ngâm nước thì cái lỗ chỗ nào mà nó xịt xịt bong bóng lên á là nó bị lủng. Hiểu không? Để cho em thử anh. Lần này thử đi. Nãy giờ anh có thấy cái lỗ nào chưa? Có rồi, thấy một lỗ rồi. Hồi đó mà bị bể bánh xe cái mấy chú làm giùm mình á. Giờ là mình phải... À là anh lấy lại ký ức. Chứ nhớ lại cũng chưa có làm lần nào hả? Chưa. Wow. Mẹ dạy. Chưa. Thấy không gõ dữ lắm á. Gõ đây làm gì anh? Thì thấy không gõ mình nhớ không gõ. Chắc nghĩ là gõ cho nó chỗ này nó ăn keo nè.
có việc em làm này đó, cầm chặt. Dạ, em vũ dụng rồi nè. Có cái này nữa, có cái vũ này nữa. Chà nhám đúng không? Đúng rồi đó. Là cho nó mất mất bít cái lỗ hả? Cho nó ma sát á, cho nó có ma sát ăn keo á hả? Chứ không biết cái gì hết trơn. Ê, cái lỗ nó to hơn em ơi. Đó, rồi xong. Nhiệm vụ em biết là gì không? Là đóng mật nắp keo nè. Đâu có, lấy cái miệng thổi. Thổi đừng có cho nước nó vô nha. Đó, gió thôi. Khô à. Khô rồi nè. Bum bập bum bập bum bập bum bập bum bập bum. Thương nha, đừng xì nữa nha. Chiếc lốp xe được hai anh thợ này vá trong 1 phút 30 giây. Nhìn cách làm có vẻ cũng khá chuyên nghiệp. Nhìn cảm xúc cũng khá tự tin. Chắc đoạn đường tới nhà tưởng niệm cố soạn giả Cao Văn Lầu cũng gần tới rồi. Ê, ví dụ mà lỡ mà đặt trường hợp mình không có được xài tiền đúng không? Ừ. Vậy thì ăn uống là sao hả? Mình xin em. Mình phải thầy lỗi mới đi xin ăn chứ. Anh với em là sáng láng mình kiểu mình xin ăn xong mình rửa chén cho người ta là hợp lý rồi. Ok. Bơm lại nè, test nó còn cái lỗ nào nữa không nè. Đi gõ đi. Ai gõ không? Chào con có biết giá xe không? Rồi con ngồi xuống chơi. Con tên gì? Hôm nay con đi học hả? Đến Nhật hả? Con nhiêu tuổi rồi? 12 rồi mà. Thấy vui quá ha, chị sửa xe vui quá lại chơi hả? Rồi, tiếp. Em ơi, có cái đinh gì nè em ơi. Ở không, cục gạch luôn, có cái đinh. Cái đinh là bày đồ hàng ra làm tiếp luôn. Được chưa? Em có cảm giác nãy giờ nó vậy luôn á, tiếp em. Hay. Excuse me, em ơi. Trời, những cái cơm ta tiếng Anh luôn à. Em nói em anh coi sao mà. Dễ thương quá à. Mà nó dòm dòm cái con. Em bể hả? Tôi bể nữa rồi. Bể nữa hả? Ôi, đi chưa được 500m mà bể 2 lần rồi, chuẩn bị giá lần nữa. Trời, chắc tụi mình lập kỷ lục ở đây luôn á. Sao vậy? Em lỡ lại. Ủa con có chắc là bể nữa không? Bể nữa rồi. Anh có khi nào mé này là của chương trình dài vô không anh? Không, anh cũng thấy nông lên nữa. Lại một lần nữa. Xin lỗi của em ơi, xin lỗi hả? Lại một lần nữa, nại cái bánh xe. Chà chà, coi bộ tài vá xe của cái anh chàng soái ca này không ổn rồi. Thôi, chịu mất mặt một chút nhờ vả cho chắc ăn đi ơi. Được không? Bỏ tài. Bỏ tài hả? Là sao? Bỏ tài. Con bị bỏ tài gì chứ? Chưa có cái này. Thiếu miếng keo. Keo đâu anh em? Có keo. Hồi nãy quên dán keo, đúng không? Có. Rồi. Rồi được rồi, chú phải ấy cái này lại nè. Chú phải bật cái vỏ này lên. Vậy đúng không? Con giúp chú nại vô đi. Hai cái cây sắt ở trong đó đó con. Đồ bơm. Đồ bơm đâu? Rồi cất lò vô miết luôn. Cái này là xin chương trình sẽ lấy tiền riêng ra và gửi cho bé Nhật 20.000. Chú gửi cho con nè. Con lấy con về con mua bánh ăn nha. Con cảm chú cảm ơn con. Chú và cô cảm ơn con vì đã giúp cho chú. Cái này cái bơm lên nữa đi.
Mình bơm xong rồi mình dựng lên đi cho nó hên. Nãy giờ mình dựng lên xong mình bơm nó xui quá. Rồi. Cảm ơn con. Cảm ơn Nhật nha. Rồi. Tụi tôi đã vá được 5 cái lỗ xong rồi. Chặng đường khởi đầu tưởng đâu suôn sẻ, ai ngờ. Nhưng cũng may là gặp anh thầy nhí sửa xe này, chứ nếu cả hai loay hoay thì biết đến bao giờ. Cho nên một chút tấm lòng gửi lại Âu cũng là điều dễ hiểu. Đi hỏi tiếp. Yeah. Các bác ơi, dạ các bác, dạ các bác cho con hỏi, tụi con phải tìm gặp bác Đỗ Ngọc Ẩn à. Dạ các bác. Chào bác, tụi con có nhiệm vụ là rồi, tới tìm bác. Sau đó bác sẽ nói điều gì đó. Dạ. Con xin chào các bác. Con tên là Khoa. Dạ mọi người, kêu con là Bi, hiện tại con đang là diễn viên. Dạ, còn con tên là Tuyền. Mọi người hay gọi con là Tuyền Tăng là nghĩa danh của con. Dạ, dạ con đang là người dẫn chương trình. Dạ. Chú giới thiệu chú là Đỗ Ngọc Ẩn, chú là chủ nhiệm câu lạc bộ đoàn ca tài tử của tỉnh Bạc Liêu. Chú là nghệ nhân ưu tú. Trong đoàn ca tài tử thì nó rất nhiều bài, nó người ta gọi là 20 bài bản tổ trong đoàn ca tài tử. Thì nó gồm có bốn cái thể loại là nam bắc hạ quán. Bây giờ chú sẽ ca cho mấy con nghe là cái bài Tây Thi. Nó là một trong sáu bản Bắc. Sáu bản Bắc. Thì cái bài Tây Thi này nó gồm có 26 câu, nó 3 lớp. Thì bây giờ chú ca cho mấy con nghe một lớp thôi. Một lớp có gồm 9 câu. Dạ, 9 câu. Quê hương tôi xuống đồng thắng cánh cò bay, đồng muối trắng mênh mông, biển bạc rừng vàng là nơi đất lành chiếm đầu, đã bao đời trong giặc ngoại xâm. Hôm nay mời du khách đến thăm quê hương tôi vùng đất cuối trời Nam, được mệnh danh là công tử Bạc Liêu. Một mảnh đất mang nhiều quyền thoại là quê hương của bác Sáu Lầu, người cho ra đời bản già cổ Hoài Lang. Một bài ca vô tiền khoáng hậu. Những cái người tham gia câu lạc bộ là hầu hết là những người đam mê, và người ta đi xin tham gia vào câu lạc bộ là để người ta sinh hoạt, để thỏa cái lòng đam mê của mình, đó là cái tài tử này thôi. Thường thì mình tập như vậy á, là mình diễn cho các thành viên hay mình có đi diễn ở đâu không chú? Cái câu lạc bộ của Bạc Liêu đó thì phải nói là được đi diễn rất là nhiều. Vậy hả chú? Đặc biệt là năm 2007 đó, thì được Bộ Văn hóa là chọn đi biểu diễn ở bên Mỹ. Ồ đó. Đây là hai cái anh đi, hai anh Tư Loan với anh Thử này là hai trong năm người được chọn đi biểu diễn bên Mỹ. Dạ. Còn ở trong nước thì đi rất là nhiều. Yeah. Công việc chính ở trong các anh em này, mỗi người đều có một cái nghề, một cái gia đình hết trơn. Khi mà một số nhà tổ chức người ta mời đó, yeah, thì người ta có bồi dưỡng. Dạ yeah, đúng rồi. Người ta cũng tính toán là tiền xăng xe rồi tiền bồi dưỡng để bù lại cái công mình mà bỏ công việc nhà mà để đi ca để hát đó. Còn bình thường thì không có. Bởi vì người ta nói đờn ca tài tử là cái người mà am hiểu nghề và không lấy cái đó để làm cái sự sống của mình. Yeah. Có nghĩa là người ta không có lấy cái nguồn sống đơn ca để làm cái nghề chính mình, và người ta đi chơi để cho thỏa thích, để thỏa cái niềm đam mê của mình. Thỏa đam mê của mình. Đơn ca tài tử nó khác với các loại dân nghệ khác là cái gì? Một thoáng ghé thăm để rồi ngẫm nghĩ, đó là hoài niệm về một nghệ sĩ với các tác phẩm để đời. Đó là cái nhìn về những thế hệ tiếp nối hiện tại và mai sau. Họ làm vì điều gì, chỉ có họ và mỗi họ mới phần nhiều thấu hiểu. Dạ, con xin nhờ chú Ẩn hát lại 3 bản tổ trong 20 bài. Dạ, chú chọn cho con 3 bài nào đơn giản, và tụi con nhiệm vụ sẽ là chọn một trong 3 bài đó.
Dạ, sẽ thực hiện lại cho quý khán giả coi. Cùng... Thì chú sẽ ca một lốp Nam Ai, bài là Cung Đàn Đắc Khách của đất. Tác giả Đoàn Vũ Tuấn. Bạc Liêu khắc khoải cành đầu tiên nguyệt cầm ai giặc buông lòng nghe lúng ngắm ngồi âm điệu buồn giả cô hoài lang quan nhạc bóng trầm mà cung quán cung bản đàn xưa nhạc sĩ cao dân lầu đừng đau phận mình phu phụ trái ngang Bạc Liêu ơi mảnh đất anh hùng người con bất tử chỉ lấy thị thiên sáng bừng tên gọi mãi lũ danh gương có muôn đời tên người liệt nữ hùng anh đã đi vào quyền khỏi tử xanh ơi người con gái Bạc Liêu chỉ như anh đuốc thêm trường. Con thử cái nha. Bây giờ cứ tập đi, sau 15 phút hát lại. Cấp. Một trong ba bài bản tổ vừa được nghe sẽ là thử thách cho Đăng Khoa và Tuyền Tăng. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể hát được, nhưng thử xem nào. Bạc Liêu ơi, mảnh đất anh hùng. Bạc Liêu ơi, mảnh đất anh hùng. Đã sinh ra người con bất tử. Giác bừng tinh gọi ra mãi lưu danh gương khó muôn đời tên nguyệt nữ hùng anh đã đi vào huyền thoại sử sanh chỉ quốc coi sống đời lao khổ nỗi đắng cay với kiếp đời cơ cực lại thêm áp bức gồng xiềng. Điệu Long Ngâm được anh chàng và cô nàng này hát theo một kiểu mới, lời đi đường lời, đàn đi đường đàn, người nghe muốn nghe gì thì nghe, coi bộ cắn à. Khi mà mình nhìn phổ mình coi đó thì đặt cái vô mình thấy là đây là gạch, một cái dấu gạch đây là mình biết cái câu đầu câu 7 này là cái nhịp ngoại. Nhịp ngoại. Bao cuộc đời tâm tôi lầm than đồng nọc nàng là một chứng nhân hận thù càng tím ruột sôi gan. Em hát đi. Thôi, cái này mình có. Con hát vậy là đỡ đâu không chú? Đỡ không chú? Được không chú? Vậy là được rồi không chú? Xem ra anh chàng này cũng bắt nhịp khá nhanh đi. Còn cô MC này thì sao đi? Thôi, phải. Bà. Bạc Liêu ơi. Bạc Liêu ơi. Bạc Liêu ơi. Mảnh đất anh hùng. Tiếp em. Anh hùng. Đã sinh ra. Người con bất tử. Đúng rồi đó. Chị Lê Thị Riêng sáng bừng tên gọi. Mãi lưu danh vương tỏa muôn đời. Người liệt nữ hùng anh đã đi vào đi vào huyền thoại cảnh huyền thoại sử sanh chỉ cút con sống kiếp đời lao khổ
nỗi đắng cay với kiếp đời cơ cực. À chà, cô MC này không vô trúng một giây nào cả. Nhưng không sao, yêu thích và hát được là hai chuyện khác nhau mà, đúng không nào? Đây coi như là một trải nghiệm thú vị, có thể ghi thêm vào sổ tay hành trình nghề nghiệp. Tiếp theo, cả hai sẽ được thưởng thức một món ăn đặc sản Bạc Liêu. Ngon hay lạ, dễ làm hay khó khăn, cùng theo chân hai nữ khách nhé. Chú ơi, cho con hỏi nhà của chú Hảo công an ấp ở đâu ạ? Ở đây nè. À, dạ, okay. Đây, dạ. Dạ là chú, dạ là chú là chú Hảo luôn ạ. Dạ, dạ, dạ con xin chào chú Hảo ạ. Dạ, con là Bi Khoa và đây là Tuyền Tăng. Dạ, tụi con đến từ một chương trình và đến đây để thực hiện một cái món đặc sản của vùng Bạc Liêu mình. Ở đây thì cũng có nhiều món đặc sản lắm nhưng mà có món thì ở đây cũng thường xuyên ăn là món đẻn cuốn lá nhào á. Nướng đẻn cuốn lá nhào. Cái mình đem nướng. Mà đẻn là gì chú? Đẻn là cái con rắn gần biển này nè. À con rắn biển. À, không phải rắn biển là con rắn ở ngoài kia. À, ở ngoài biển khác, còn con đẻn này là con nó nằm ngay cái trong bờ đê của biển á. Nên mình nói chung mới là con rắn hả chú? Cũng là rắn nhưng mà nó không phải là đẻn, đẻn. Con đẻn quấn với lá nhào. Lá nhào. Dạ. Nướng. Dạ rồi. Dạ. Vậy bây giờ mình bắt đầu chứ. Chú. Rồi bắt đầu rồi. Chú dạy con dạ. Muốn ăn phải lăn vô bếp, đâu có ai làm sẵn cho mà thưởng thức. Bi phải hái lá nhào, Tuyền Tăng bắt đẻn ra mừng. Cũng đơn giản thôi mà. Ôi chao, nhiệm vụ của anh chàng sao mà nó khó đến mức một trẻ em 8 tuổi cũng làm được. Chỉ khổ cho cô nàng Tuyền Tăng, không biết giờ này sao rồi. Trời ơi, sao nó lên luôn rồi? Đâu có sao nè, nhẹ nhẹ thôi, không sao. Mình bóp hai bên đúng không? Thôi chú thử một lần thôi. Nó có cắn không chú? Nhẹ nhàng. Rồi, cầm nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi. Chắc đường trên á, đường trên rồi. Rồi. Cầm lên đây luôn, cầm lên luôn. Cầm đuôi nó được không? Hay là chỉ cầm đuôi? Bỏ luôn, bỏ luôn. Ờ, đó, rồi, không có gì hết. Chú ơi, người con nó rung quá bây giờ. Để nhẹ nhẹ xuống hả? Dừng lại. Như nếu mà chờ tụi con làm thì lâu lắm. Bây giờ cái này nhà cô có sẵn. Dạ. Bây giờ cô ấy cho tụi con làm. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Luộc như là trụng. Bắt nước sôi lên trụng lá nhào là để cho cái nước dừa có cái hương đúng không? Nó kết hợp nó sẽ thành một vị thuốc. Nhưng mà nó thành một cái vị thuốc là thuốc đó là để chữa cái gì? Cái này á, con đẻ này rất là hiếm. Nó là trị về khớp. À, gai cục sống đồ đó là ăn rất là tốt. Yeah. Thậm chí như cô nè, cô bệnh đó, cô cũng vẫn sử dụng nó đó. Còn cái này thì mình ăn mình có chấm cái gì không cô? Chấm chao hả? Thơm quá. Thơm. Thôi được, thì cái phần lá nhào nó mình hơi nhiều chút nó mới thấm vô. Đây là đẻn cuốn lá nhào nướng chấm chao. Nghe đã hả? Cầm lấy sao sao sao? Phê quá. Sao vậy? Ngon. Cái lá nó giòn giòn mà nó mùi rất là thơm mà ở trong nêm vừa ăn lắm cô. Một món ăn mới lạ lại được ghi chép vào sổ tay lữ khách. Hãy một lần làm thử để cảm nhận nó tuyệt vời đến cỡ nào các bạn nhé. Tập tiếp theo, Bi và Tuyền Tăng sẽ cùng song hành trên con đường xin nhà ở trọ. Hai ngôi nhà là họ hàng ruột thịt với nhau và cùng sống trong một khuôn viên rộng lớn sẽ là thử thách lần này. Liệu họ có tìm được nhà hay bỏ cuộc giữa chừng? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo được phát sóng lúc 17:30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.